chào cả nhà nha. Đi mua được cục sườn nữa ngon nè, cục lết ngon lắm. Cái này tới mấy ký nè, hồi nãy hàng mua nguyên một cục này tới 3 ký mấy, 4 ký nè. Mua đem về để tự để dành để cho bé Bình nè, băng rồi ha. Này còn rửa bằng muối, rửa bằng muối. Giờ mình làm trước mình ăn. Giờ thì có mua trái dưa kìa, dưa chắc kho cô ăn với dưa cho nó gọn. Giờ này vậy mình cho bà cháu về chổng ở nhà. Chiên hả? Có món này bạn ăn 3 chén. Ăn thịt. Ok. Thôi mẹ ơi. Xuống xuống nên cháy hơi yếu yếu rồi. Mình để hành vô đựng tô canh này, nó tô canh này. Luộc rồi bây giờ. Đâu có ăn. Còn bên kia con ăn đi. Mà cái nhà ăn cơm nha. Cái bữa cơm này là bữa cơm chợ giả. Cơm mà nghỉ nơi ăn cơm. Em đi công chuyện về, hắn đi công chuyện về nên nấu đại bữa cơm đi. Thì kho thịt gan. Bác ba. Cái tô canh ngon ghê không? Bệnh này.
nước này là bổ máu nè, đúng không? Thì người ta thường ra cái màu mà đỏ đỏ vậy là uống là bổ máu nè. Cái màu này màu như màu của củ dền. Cái này cái củ dền đỏ là nó ra màu vậy mà. Thịt này thịt gam. Mà cho miếng tiêu vô cho nó thơm. Nhà thì hay ăn thịt về nè. Thịt này thì ăn với dưa. Đi công chuyện về tối quá thì giờ này bà nội với Bi gấp về nữa. Cho nên thôi làm bữa cơm đơn giản cho cả nhà ăn đi về. Mà thịt này mà ăn cơm với dưa ngon. Cô bền á, anh ông người Mỹ á, ông người Mỹ nói là nay là thấy bé Bình hơi lớn, hơi béo ra. Rồi ông nói là Bi có gầu rồi, thấy Bi có gầu rõ ràng luôn. Bi dắt nó cạo á. Không phải cạo mẹ ơi, nó lớn rồi phải cạo chứ để nó càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Bởi cạo có hơi dài nó ra. Rồi ông với bà coi cái clip mà thằng Nguyên nó đi mò cá đó, ông bà cười hoài luôn, cười tới nó cười tới đau bụng luôn mà hả, cứ mở đi mở lại coi hoài. Nguyên tắm sừng. Mà mẹ bữa đó mẹ cũng lo bắt cá đâu, đâu có lo gì nhìn nó đâu, tới lúc nhìn lại trời ơi nhìn thấy lúc chỉnh clip á, chỉnh clip là cười thôi, nó phải xuống về. Múc nước này hấp lại. Màu giống thanh long ruột đỏ mà xay nước ra. Cái này nè mà mình, nếu mà mình làm bánh làm gì mà màu này nè, là mình lấy cái này về nấu nước, đúng không? Mà lúc mình trộn với bột cái nó ra màu hồng. Ừ. Ra màu hồng. Nó sao màu hồng là hồng? Nó lạc. Nó lọt. Cái màu này rất tươi. Đúng không? Nhìn cái màu là muốn uống liền. Bằng trong đất là ăn bà. Ủa này luộc ra mình bỏ đường cho mình uống được mà. Làm canh đường hả? Ừ. Này mẹ để chút bột ngọt, chút muối. Để hành vô. Ăn cho nó thơm vậy đó. Cái này ngon quá. Ngon quá hả? Con cho bộ máu. Ủa, quên lấy ấy cho ăn rồi. Đây là một chiếc đũa, và đây là một chiếc đũa, không giống nhau. Ăn ăn nãy giờ chưa hết chén cơm á, ăn dưới đi. Dưới thịt này nè. Ngon ghê trời. Đi. Gấp rồi ăn ăn đi. Cùng chạy. Kẹp lại ăn bóc luôn ngon. Cùng chạy ngon quá. Thôi no vậy đó. Quên uống miếng nước nữa. Quá no. Có mấy đứa nổi 400 đây. Lấy cùng chạy ăn cơm trái luôn, ăn hết về cơm trái này với thịt kho là cũng y như ăn cơm đúng không? Cơm trái này cả nhà nhìn ghê không? Nấu bằng bếp ga không? Coi ăn bên sạn nè nhé. Chào chưa? Chưa. Chưa có. Cha mẹ ăn chút nữa đi. Giờ cũng lỡ rồi, để chúng ta. Đây. Ngon quá. Thôi bây giờ chào cả nhà đi. Cho Bi với bà nội đi về rồi Hằng ăn sao. Rồi Hằng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào nha. Mẹ có nhiều tiền. Hai miếng thịt kẹp vô. Đây. Đó.
Cơm cháy, ăn thơm thơm, ăn cái thịt kho, thơm ghê. Canh này ngon ghê. Này à. Ăn rau vô, cho nó bổ. Ăn thịt vô. Nhìn nước không ngon, ngon ghê. Mẹ hấp nữa không mẹ? Hả? Hấp gì vậy? Ăn gặp miếng thịt, miếng cải, miếng rau ngon ghê. Ăn rau khoảng rồi. Mấy nhỏ nhà ít ăn rau. Chỉ có Hằng với mẹ là ăn rau nhiều thôi. Cho nhỏ ăn.